vừa qua lãnh đạo huyện mèo vạc đã đi kiểm tra tình hình phát triển cây vụ đông tại cơ sở thời gian qua người dân trên địa bàn huyện mèo vạc đã tổ chức sản xuất gieo trồng đúng khung thời vụ trồng vượt kế hoạch nhiều hộ dân đã có sản phẩm bán ra thị trường mang lại thu nhập tuy nhiên qua kiểm tra một số diện tích cây trồng chưa đảm bảo yếu tố kỹ thuật mật độ cây còn dày hàng lối chưa khoa học do đó lãnh đạo huyện mèo vạc yêu cầu các địa phương tiếp tục cử cán bộ chuyên môn thường xuyên xuống thôn bản hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng cho người dân hỗ trợ giống cây trồng và kỹ thuật phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng từng địa phương để đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao.